Chào các bạn nha. Hôm nay cũng quay lại trường heo của mình để mà cho ăn sáng nè các bạn. Hôm nay cũng giáp Tết rồi. Heo cũng còn trong chuồng này nhóc đó nè. Chưa bán được bầy nào các bạn ơi. Cho nó ăn bình thường nha các bạn, cho ăn như mọi khi. Đây, cá heo cũng đã lớn rồi. Cho những thử ra cho gần Tết nè. Thank you.
nay 29 rồi nha các bạn. Bên đó là bồn điêu ra nha các bạn. Mắm sập sụi mình cũng mới sửa lại, chưa có đóng tôm là hết các bạn. Mình cũng mới có rác rồi, còn 3-4 tấm ở dưới. Lát nữa mình sẽ bỏ lên luôn. Tắm xong rồi các bạn, bây giờ quay qua đảo cám lên cho hai anh. Quay qua mình gọi cám lên các bạn. Đây vợ hiền của mình đang gọi cám lên. Thành công trong công việc.